cái đó quy ra giá trị mà làm sao biết bao nhiêu mà in. Là mình phải từ cái giá trị đó, cái chương trình đó như thế nào thì mới quy ra được. Trong cái quyết định là nó chính giá trị là mỗi khách hàng là bao nhiêu, bao nhiêu chục ngàn, năm chục hay gì đó, năm chục giai đoạn, nói chung là nó theo cái giá trị của cái túi đó. Còn cái số lượng bao nhiêu thì cái giá trị nó phải theo cái báo giá hay là cái kích thước quy cách nữa chứ làm sao. Trên cái quyết định nó có chị, để em coi lại chị, còn cái đó là giờ sao nhớ. Rồi.
đâu có ai gửi 576. 576 không gỗ nào. Rồi để em gọi lại nha. À, cái đó là cái chị có thêm cái khách quan hệ nữa mà. Có thêm khách quan hệ nữa mà. Khách quan hệ hả? Khách quan hệ giờ chị xúc không có khách thì chị xúc đâu tặng nó đơn, chị làm gì đó hỏi chị đi phòng tài vụ. Em không biết, em chỉ có cái đó là số lượng ra phân bổ và cái số lượng danh sách khách hàng. Chị xuất theo đăng ký khuyến mãi đó, xuất theo đăng ký khuyến mãi, còn lại số lượng đó thì chị hỏi phòng tài vụ để biết nha. Còn không là đăng ký tiếp, xuất tiếp. Cái rượu là không có khách quan hệ nha, rượu là xuất đủ á. Tặng gì tặng hết mà. Chai là 4 cặp. Mình có 7 4 4 7 mà. Có 7, có 4, có 2. Có 1 đúng không? Thì 4 là 8 chai. 8 chai là 4 cặp, còn gì nữa trời. Mình đăng ký là 4 cặp mà. Đúng không? Cái túi giấy là nó khoảng tầm 400 triệu đó chị. 400 triệu. Cho nên là chị cứ căn cứ cho đó chị. Dạ, sao chị? Em đâu có biết cái giờ hỏi cái giá trị thật hỏi phòng tài vụ á. Cái giá đó. Hả? Không, cái đó thì em chỉ ấy thôi. Ước thôi. Thì ước chi phí gốc thôi. Còn không biết là cái chi phí thôi để